Swansea, mặc dù có khi ở trong cái thời gian đầu 0-2-0, lúc đó chỉ mới có một cái nước mắt và một cái bố trí Caulfield, nhưng khi mà nó rải một cái gói hàng ra gần như là đội hình của RNG bị hủy diệt hoàn toàn, thì đây là một đội hình đánh chọn thời điểm thích hợp. Và nếu như mà họ nắm bắt được thời cơ thất tung và được pháp Jinx là một đường nếu mà bạn phá lại rất là khó. Nhưng cái bộ xuống đây rồi, xuống trọng trường, khóa chân lại được và hất lên combo lao vào với sóng âm phổi cương, đủ sát thương không? Đủ. Đến với bên phía của Aphelios của Shao Yuji, Jin vẫn đang giữ lại trọng trường của mình. Brigitte cũng đang có mặt ở đây, có thể phong lối thường, đứng lên quá cao rồi, chúng cho mình lựu đạn ma hỏa, phong lối thường nhưng chưa bay vào, bây giờ mới bay vào. Và đó sẽ điểm hạ gục dành cho người đi rừng ở bên phía Thunder Talk Gaming. Brigitte mà thôi, Neni đang đến với xe chỉ luồn kim cấp 8, lao vào sử dụng xe chỉ luồn kim lần đầu tiên, tấn công vào Brigitte, anh ta đang bị kiệt sức. Nhưng Brigitte bây giờ ăn một cú nộ lóng cướp thêm và chiêu cuối ở vách lao vào hoảng sợ được hai người. Giữ chân lại được Brigitte rồi, bán nguyên thương nó tung ra, nhưng vẫn đu vào đến từ Sun. Lucas bên này cố gắng hất tung, Sawin đã không có ở cái bụi đó. Một điểm hạ gục dành các thành viên bên phía của Invictus Gaming. Sau cái pha tham dự hai cục vừa rồi, anh ta lại còn ăn được một lớp khiên trụ không một đường giữa, thế nên anh ta đang giàu hơn. Và bây giờ họ muốn băng trụ vào Niu ăn một cú đá và xem chỉ muốn kim đi luôn. Dịch chuyển đến đây từ Captain, Captain chơi được ai đây? Captain không có bom, trời ơi, năng lượng thì hơi ít. Và bây giờ anh ta không có bom, anh ta dịch chiêu cuối ở vách, vách lao vào hoảng sợ luôn. Nhưng xin ra nó có điểm vào cục rồi, nhưng đó là 1-2. Yuekai có điểm vào cục của Captain. Thế đấy, cái pha trồng chiêu cuối vào của Yuekai làm quá tốt. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy dính ngay vào người của Brigitte và lao vào hoảng sợ được luôn cả Sawin. Mặc dù hai thành viên này không phải là những thành viên có sát thương, nhưng họ lại là những thành viên chống chip ở thời điểm hiện tại. Và khi mà không có khổng lồ hóa, bất bị ánh trăng dẫn lối và giữ lại với trọng trường tốc tiến lên bắn đến từ Sawin rất đầu gấu. Và Yuekai có pha hack não rất hay khi mà biết là Captain người ta sẽ muốn tham bãi chim. Và cái bãi chim hai họ sẽ làm như nào? Còn trận đấu đầu tiên này tôi nói thẳng là đã hết cơ hội cho bên phía của Thunder Talk rồi. Bây giờ bật tốc biến né lên từ Pup, lao vào đến từ Brigitte chẳng để làm gì cả. Tên lửa đã đạo siêu khủng khiếp để chứng minh rằng sức mạnh hồi phục của Linh Hồn Dòng Nước là quá nhiều. Đá được vào người của Sawin, Sawin đi luôn. Tiếp tục là Sun băng băng lên, anh ta không hề sợ gì cả, khả năng hồi phục là quá nhiều. Ánh trăng dẫn lối hụt, kill shot hụt không quan trọng, họ vẫn có thể đẩy lên được với bùa lợi Baron. Và giờ thì Thunder Talk làm sao để vào đây phong lôi thương, trượt lấy đâu ra sát thương. Captain đang cố gắng bắn những quả pin bo nhưng không có mấy sát thương cả. Bên này thì Yuekai đang cố gắng đứng trước mặt của Niu. Niu lao vào chém được một cái, trông khá là khỏe đấy. Yuekai chưa có hoảng sợ, Yuekai rất thâm báu ở bên phía này. Pup đang bị tấn công, Pup nằm xuống bởi Xiao Yuji. Bên này thì Neni đang băng lên tấn công vào Fijit, Neni đang thất báu, Neni đã nằm xuống rồi. Nhưng bắt đầu là băng vào những các thành viên còn lại. Invictus Gaming đang có súng trọng trường, Xiao Yuji đang được bắn. Yuekai hoảng sợ bên đường người Captain, Captain tốc biến bay về, đang vẫn tắm giếng đến các thành viên bên phía Invictus Gaming trước khi trận đấu đã kết thúc.